sẽ tiếp tục cái bài tiếp theo, đó là bài về LCD. Thì bây giờ mình sẽ tạo project LCD nha. Cũng như cái bình thường mình sẽ tạo project như bình thường luôn. Project, ok. No. Thì là bài LCD nước ngoài nha, LCD. Thì ở đây có bài trước đó rồi. Và mình cũng tạo thêm một cái bài LCD nha. Đây. Drop. Đẹp. Rồi, tạo một cái máy sinh. Thường thì mình hay tạo trùng tên để sau này mình dễ quản lý. Thì các bạn có thể tạo thêm tên khác ha. Để các bạn và xin cầm like, chọn con chip mình đang làm ATmega32. Rồi, thật anh mình đang xài 16M. Ở đây mình sẽ chọn chiếc cái thứ hai, đó là quanh này và phần library. Các bạn sẽ chọn vào cái thư viện này ATmega32 LCD. Enable nó lên. Rồi, sẽ kéo qua đây nha. Rồi, các bạn thấy cái sơ đồ bên cạnh đó. Thì cái sơ đồ này giao thoát mình, các bạn đang thấy mình đang sử dụng LCD là 16 x 2, đó là 16 hàng x 2 cột, 16 cột x 2 hàng. Và các bạn lấy từng các chân chức năng như vậy, có các chân chức năng mà được kết nối như cái hình sơ đồ á. Rồi thì ở đây các bạn có thể thấy cái sơ đồ bên cạnh, thì cái sơ đồ bên cạnh thì tương tự như trên cái thí nghiệm của mình á, ở bạn đây đó. Thì cái thí nghiệm của mình nó sẽ đưa ra một cái bot, thì gồm có các chân chức năng như là RSW, enable D4 đến D7. Thì những chân chức năng này có năng này như thế nào thì các bạn có thể xem cuốn tài liệu giáo trình ha, mình đã gửi cho các bạn ở dưới bình luận bên dưới. Rồi giờ mình sẽ không, mình chỉ có nói thêm một cái nữa, đó là cái chân các bạn có thấy có một cái biến trở ở ngay chỗ VDD á. Thì biến trở này mục đích là chỉnh độ tương phản của LCD. Thì chúc mình sẽ chỉnh cho các bạn xem cái độ tương phản của LCD ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái bus, rồi qua cái nói nha, mình sẽ lấy một cái bus và cắm qua bên vi điều khiển. Bây giờ các bạn muốn cắm vào con nào cũng được ha, cắm vào bọt nào cũng được. Bây giờ mình sẽ cắm vào bọc xe. Rồi. Rồi các bạn đã thấy mình đã cắm vào bọc xe ha. Đó, mình đã có là mình đang cắm C.0. C.0 đây. Rồi, C.0 cho RS rồi này. Rồi. Tiếp theo là thì theo cái chiều chân của nó thì là C.1 cho RD, thì RD là W, trên này nó sẽ là như vậy. Rồi, enable cho C.2. Rồi, C.4 cho D4, C.5 cho D5, C.6 cho D6, C.7 cho D7. Đó, các bạn thấy cái độ cắm. Rồi, bây giờ mình sẽ cầm bấm OK đó là xong. Bây giờ mình sẽ lập trình thôi nè. Để sử dụng được thư viện LCD thì các bạn chỉ cần add thư viện LCD này vô. Thì LCD mình này của mình nó ở bọt C. Đó, thì mình để thân ghi hướng của bọt C đó là hướng ra ha. Khai báo thư viện LCD rồi, bây giờ mình sẽ cho cấu hình LCD. Thì cấu hình LCD mình sử dụng LCD là đây, nó có hiển thị LCD column ha. Thì mình sẽ có 16 cột, thì đây là 16 cột. Rồi. Sau đó mình sẽ thường thì mình sẽ xóa cái LCD trước ha. Nó lỡ nó có giá trị nào á, mình sẽ xóa nó trước. Mình sẽ hiển thị ra một cái chữ ha cho bạn xem. Giờ là LCD SF. Dù mình sẽ hiển thị cái chữ là LCD ha. Rồi, mình cho nét chính. Rồi, các bạn sẽ đem qua nạp thử ha. Rồi, mình bỏ đi trước. Rồi. Nạp. Rồi, các bạn đã thấy nó hiện thị được chữ là test LCD rồi ha. Và các bạn thấy nó hiện ra được ở ngay chỗ là hàng 0 và cột thứ 0. Các bạn thấy khoảng bên cạnh hàng 0 và cột thứ 0. Thì để mà mình muốn hiển thị ra được hàng nào, cột nào như vị trí mong muốn của mình, thì mình sẽ có sử dụng một ham, đó là LCD go to và nạp thì kiểu chữ ít, đó là cột ha, cột muốn cột nào, ví dụ như là cột 0, hàng 1, đó, nạp lại ha. Đó, các bạn đã thấy là nó nạp lại là cái LCD nó nằm ở hàng nào cột nào ha. Thì ở đây nó có sẽ có 16 cột. Nếu mà các bạn nạp lố cái chữ này đi thì nó sẽ hiển thị lố ha, nạp cho bạn xem 15 luôn ha. Đó, thử á. Đó, các bạn thấy nó chỉ còn chữ T thôi. Tại nó hiện thị đúng cái chữ này. Đó, vị trí 15 đây là, đây là vị trí 15 này, vị trí 16 thì đây. Các bạn chú ý ha. Có bao nhiêu chữ thì các bạn cố gắng tính toán và trừ đi 16 chữ nha. Rồi. Rồi thì mình đã hiển thị được chữ theo vị trí mong muốn, ở vị trí nào, hàng nào, cột nào, thì các bạn có thể làm chữ dịch trái hay dịch phải gì đó. Chỉ cần là đặt một biến và thay đổi các vị trí này thì mình có thể thay đổi
Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn để mình trả này về vị trí ban đầu. Nếu cái hàm này mình xóa đi coi như là nó hiểu là vị trí 00 ha. Cái gì mình không đề cập tới thì nó sẽ hiện 00. Rồi. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn đẩy thêm một số là LCD. Thì để một số LCD, ví dụ như ở đây là mình sẽ có một mà khai báo một miếng này trước đi ha. Sign. Đi. Dạ, đi. Miếng điện thoại ha. Giờ đây mình sẽ có số 5. Rồi. Mình sẽ hiển thị số 5 này là LCD ha. Đó là LCD. Dạ. Rồi, sẽ đọc đây này. Và cộng cho 48 nữa. À. 48 đây á, các bạn sẽ hiểu khi mà đẩy bootstrap này LCD nó sẽ đẩy ra một mã ASCII ha. Để nó hiểu được mã ASCII thì mã 48 cộng cho cái đúng cái số này thì nó ra đúng cái số này luôn ha. Thì các bạn nhìn thấy cái bảng mã ASCII bên cạnh đó thì 48 cộng 5 các bạn thấy là 53 ha. 53 thì là số 5. Ok, bây giờ mình sẽ nạp cho các bạn xem ha. À, các bạn thấy nguyên dàn số 5 luôn. Quên là mình phải chọn vị trí ha. Các bạn mà không chọn vị trí nó sẽ tự động tiếp tục, nó sẽ đẩy số đó liên tục ha. Mình sẽ chọn đúng vị trí cho mình. CD Roto XI Y ở vị trí là cột 0 hàng số 1. Rồi ok. Ok rồi. Đi nào ha. Rồi thì các bạn thấy nếu mà làm số 5 như vậy thì nó khá là bất tiện đúng không? Nào mình cũng phải cộng số 48 này nữa. Với lại nếu cả các bạn xài tới số ví dụ 56 hay là số này đó thì mình phải tách số ra. Y như lớp bài đoạn mình đã hướng dẫn các bạn tách số ra. Nó rất là phiền phức ha. Vì thế nên sau này người ta sẽ không sử dụng, ít sử dụng cái cách này chứ không phải là không sử dụng nữa, ít sử dụng cái cách này mà người ta sẽ sử dụng một cách nữa. Đó là tạo một cái mảng mà mình đưa cái giá trị vào. Tạo một cái mảng mà đưa giá trị vào. Bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem. Tạo một mảng ha. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái mảng tiếp cho các bạn. Là như tiếng Việt luôn cho dễ chỉnh nha. Bởi các bạn xem trên mạng thì người ta sẽ ghi bấp bấp bơ vậy đó. Rồi bây giờ cái này đi, để mình sử dụng cái này thì mình sẽ sử dụng một cái thư viện đó là Studio. Studio mục đích của mình là mình sẽ chuyển cái số, mình có một số ví dụ là 56 y bằng 56 đây. Mục đích của mình là chuyển cái số này đó, chuyển số 56 này vào trong cái mảng này nha. Thì sẽ có một cái hàm làm cho các bạn chuyển số thành chuỗi, chuyển số ha thành chuỗi ở đây à, chuỗi rồi mảng này á. Sẽ có một cái hàm là sprint và ở đây là mảng trong bị chuỗi chuyển vào thành chuỗi mảng nào đây mảng này cái này ha. Rồi kiểu giá trị bây giờ mình sẽ ghi đây là cái kiểu giá trị gì đây thì kiểu giá trị này của mình thường mình sẽ để là unsigned decimal ha, có nghĩa là thập phân không dấu, phân không có dấu không sẽ để chấm u. Rồi đó là thập phân không dấu unsigned decimal. Rồi thì có các phần như thế nào các bạn có thể là nhận phần như đây giờ hết tập pk các bạn chọn s để f thì ở đây trong đó nó standard đây dưới phần này thì nó cũng không có ghi nè, ví dụ u thì kiểu là unsigned decimal nè, phần thập phần không dấu, rồi d như thế nào, y như thế nào, c như thế nào đó, có hết ha, muốn kiểu dữ liệu như thế nào ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển số 56 này vô đó, mình chuyển cái chữ y này vô, có nghĩa là hàm ở đây mình sẽ chuyển miếng y vào cái mảng này vào mảng này, đây là mình chuyển số thành này. Cái chuỗi ha, sau đó mình đẩy chuỗi đó lên push s ha các bạn, đẩy chuỗi đó lên rồi đó, mình có một số ra, một số 56 đây, chuyển lại mình sẽ điều chỉnh nào, mình sẽ đem nạp ha. Rồi, các bạn đã thấy thì mình nạp được ra là số là 56 rồi ha, 56 là đó, bạn đã hình dung ha, hàm sprint này là sử dụng hàm sprint vậy thôi. Có thêm một cái nữa, có thêm một thủ thuật nhỏ nữa thôi. Nếu như mà cái biến này mà tăng lên cao và giảm xuống liền á, ngay lập tức thì nó sẽ bị nhớ cái một cái số, nhớ một số ha. Bây giờ để mà cách thức mà nó xóa cái số đằng sau đó đi, ta sẽ làm vậy. Cắt ra một đến hai đơn vị. Đó, đây là cách thức. Thì nếu mà khi mà giảm xuống ví dụ ba số mà giảm xuống bất chợt hai số, thì mình có thể xóa cái số đằng sau đi. Ok, đó là một hàm, nguyên một hàm LCD thì mình sẽ có như đây. Bên cạnh đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái chương trình con thì để cho tiện lợi thôi, để tiện lợi trả lẽ lúc nào các bạn cũng phải để ở đây, cái gọi rất phiền phức. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo một chương trình con nha. Chương trình con thì đơn giản thôi. Mình rồi, đây là chương trình con nhập thanh số đầu vào ha. Giống như lấy bài đoạn thì cũng có chương trình con nhập thanh số đầu vào thôi. Mình đặt tên là LCD.
Rồi, ở đây mình sẽ có một cái tham số đầu vào. Rồi mình cộng hết cái này vô đây. Rồi, các bạn có thể nạp đây. Các bạn thấy có thể là hiển thị ra được cái vị trí là 0 hằng 1 của chúng ta là 56 rồi ha. Mình muốn nạp thêm số nhập thêm số đầu vào luôn. Đây này mình chuyển thêm số đầu vào luôn ha. Dạ. Vị trí X. Đây. Dạ. Vị trí Y. Rồi. Đây mình nhập thêm số đầu vào luôn. Y luôn. Rồi xong. Việc đơn giản của mình bây giờ chỉ cần lựa chọn là cột nào và hàng nào thôi. Bây giờ mình muốn hiển thị ở cột giữa đây. Cột rồi. Rồi. Cột số 5 đi. Rồi. Và hàng số 1. Một dịch xong giờ mình sẽ qua mình nạp thử ha. Rồi thì nó đã hiển thị được là cột 5 hàng 1 theo mong muốn của các bạn rồi đó. Muốn hiển thị cái gì thì các bạn có thể nhập data đây và hiển thị ở hàng nào nhập đây và hàng cột nào đây. Bây giờ mình chỉ cần đem cái hàm để sử dụng thôi, rất là khỏe ha. Thì đó là bài về LCD, các bạn muốn hiển thị cái gì thì ra đây thì được hết ha. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn về bên Protect. Thì ở bên Protect này thì trong phần mô phỏng thì các bạn có thể làm ngắn gọn ha, làm ngắn gọn thôi. Thôi mình chỉ có các bạn cách lấy linh kiện, bấm chữ paper và đăng ký LCD. Rồi sau đó các bạn xuống đây LCD 016 inch là đó, ok lấy này ra. Rồi ha, lấy ra được như vậy. Đây LCD này là 016 này, lấy ra mình kết nối như vậy. Thì đây là mô phỏng nên mình sẽ gắn cái sơ đồ nó y hệt như vậy ha. Còn sơ đồ thực tế thì nếu gắn như vậy coi như là thực tế LCD ha. Nó không cháy nữa mà nó không có hiển thị gì đâu. Thiếu chân nữa. Đây là một phần mình làm vậy. Thì mình kết nối y hệt như trong bài của mình. Bây giờ mình sẽ bấm play thử thôi. Hồi nãy là bài lập trình của mình giờ đây 1, 2, 3, 4 đúng không? Ở vị trí cột 5 hàng 1 là có không? Tinh. Rồi ok ha, hiển thị ra đúng vị trí nè. Đó, mình có thể mô phỏng lại. Rồi cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thì bài sau thì mình sẽ tiếp tục một số bài nó cũng sẽ có liên quan về LCD. Thì nó sẽ có dễ dàng cho các bạn thu hơn. Ok, cảm ơn các bạn.